Rồi tiếp tục quay cho các bạn xe cuốc càng dài đang múc lẻ các bạn. Tập tập trên cầu bỏ nó và kè. Thỏ vậy? Dây điện khó coi quá. Không, lúc trước á. Vậy nè. Mới đóng cái dòng đó. À, cần này nhiêu mét? Cục lên luôn. Nhiêu mét à cần nè? Hết nhiêu được rồi, hết nhiêu? Hết nhiêu? Đó là lúc trước làm cần cục rồi mới ấy hay là mua nguyên con cần cục về làm lên? Hết nhiêu? Xưởng nhà. Ờ. Xưởng với bà Thọ chứ. Xưởng của ai? Biết ông Chi với bà Nên không? Ờ. Biết không? Biết. Ông Chiến rồi biết không? Biết, biết xưởng thôi chứ không có biết cái người đó. Cái hẳn không đó. Ờ. Ở đi ngang vòng quen thửng trước ông chú ông bán tự tự xe ở xe này tết giờ các bạn. Gia cố rồi nữa. Anh làm ở đó vậy? Có đâu em quay phim YouTube. Dạ có tiền rồi. Tại vì theo tính nó từ lứa chứ. Lượt xem rồi từ lứa. Không biết đường nào nói. Rồi ông đi nhà luôn hay gì? Đi nhà luôn hay gì? Không ghi gì trơn à? Tao nhớ nổi. Trời ơi. Bấm vô đâu mấy xe em được. Chút bấm đi coi chừng nào mới đăng. Cuộc sống thông quê miền Tây. Cuộc sống thông quê miền Tây á. Ờ. Chừng nào em mới coi được. Dạ hỏi chủ xe. Dạ. 12.000 cặp. Thank you.
xe này mới đóng từ hồi Tết tới giờ đó bạn. Và mới luôn. Ừ. Bỏ anh bờ á, bỏ anh bờ á. Cô bỏ anh bờ á, bỏ dưới nhiều quá nó sẹt. Bỏ nhiều quá trời, ở dưới là nó sạch. Rồi, hẹn các bạn những video tiếp theo của mình nha.